Sáng nay tại đại sứ quán Lào tại Việt Nam, đồng chí Sen Phết Hùng Hương Lương, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam và đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội đồng đội Trung ương đã có buổi làm việc với chương trình hợp tác thanh niên. Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước, trong thời gian qua hoạt động của tuổi trẻ hai nước ngày càng được tăng cường, hiệu quả, đi vào chiều sâu, góp phần tích cực phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Hai bên cùng bày tỏ sự vui mừng khi sắp tới đây, dự án đầu tư xây dựng trung tâm bồi dưỡng huấn luyện cán bộ thanh thiếu nhi Lào Việt tại thủ đô Viên Chăn, trị giá khoảng 200 tỷ đồng đã được lãnh đạo chính phủ hai nước thông qua, hoàn thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi cho đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào. Trung ương đoàn cũng đã trao đổi thống nhất với Trung ương đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào về việc tổ chức chương trình giao lưu thanh niên sinh viên Lào Việt dành cho thanh niên sinh viên Việt Nam đang sinh sống học tập tại Lào với thanh niên sinh viên Lào trong năm 2021. Tại buổi làm việc, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thông qua đại sứ quán Lào gửi tới Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào số tiền 170 triệu đồng để hỗ trợ Trung ương Đoàn Lào phục vụ một phần công tác tổ chức chương trình giao lưu nói trên. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cũng thông tin thêm với Ngài Đại sứ về các hoạt động trong tháng 3 năm 2021 chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021. Trung ương đoàn đã gửi giấy mời và rất mong đồng chí đại sứ cùng các đồng chí cán bộ đại sứ quán dành thời gian tới dự chương trình gặp gỡ những người bạn quốc tế của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 3 năm 2021 tới đây.